chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thắng Mấy Cái Xích ha. Số điện thoại hotline bên em là 0974644973 0337 01 9191. Facebook bên em là Thắng Mấy Cái Xích và YouTube là Nông Cơ Duy Hải hoặc là Thắng Mấy Cái Xích. Đặc biệt trang web của bên em là www.nongcoduyhai.com. Mọi người có thể đặt hàng trực tiếp qua trang web giúp em ha. Nay bên em có một cái siêu phẩm Ryobi 840 nhé. 840 là một con Ryobi dòng lớn. Mấy mẫu này thì model nó thì nó sử dụng cưa cho gia đình là ok nhất. Con này đang sở hữu làm phần cắt được gần 40 đó. Và xích mini chân 91 làm đầu nhông ha. Xích thì em thấy nó cũng khá là mòn. Bác nào mà muốn bù thêm 100.000 đổ thêm sợi xích mới thì mình làm đổ cho xích mới luôn ha. Đó, cái xích em thấy nó cũng đi theo máy nhiều, nó rũ khá rồi ha. Đó. Máy thì nguyên rin hết này, rất là đẹp ha. Đấy, hàng này có trợ lực nhé, bình chứa nhiên liệu, bình chứa nhất thải nằm đây, công tắc mở đây, rú âm sang phụ ở đây nhé. Đó. Con này thì hệ thống làm rung của máy thì cao su rồi kết hợp với lò xo đời mới. Rồi chức năng khóa hãm xích nó không còn nhé, không còn nhé, mà thấy nó không có này. Máy nguyên ri nhé, má của nó 840 mọi người. Đó. Con này thì dung tích xi lanh là 37,2cc, nó là bê tông đây đó tầm khoảng 40 ly ha. Nói chung là hàng lớn, thuộc hàng lớn rồi đó. Rồi mình thử cân nặng ha. Rồi cân nặng của nó là 5,4 cân ha, 5,4 cân có xăng có nhớt. Thì khởi động con máy thì đơn giản thôi, mọi người cứ trợ lực thì mọi người chỉ cần kéo, mà con này có to, mọi người kéo ra thôi. Đặt một cái nó nổ ok rồi thôi, khỏi phải đóng le. Và nếu nó không nổ luôn sẵn đóng le lại ha. Sản phẩm là 3.200.000 đồng. Bác nào chốt thì liên hệ giùm em ha. Cảm ơn mọi người theo dõi video rất nhiều. Xin chào mọi người.